Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, chiến sự giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hơn hai năm trước, khi chiến sự nổ ra, chúng ta từng đặt ra với nhau câu hỏi rằng liệu Nga có thể trụ vững trong cuộc chiến này khi cả một liên minh phương Tây đứng đầu là Mỹ liên tục tung ra trừng phạt, bao vây cấm vận, phong tỏa tài sản Nga và viện trợ khủng cho Ukraine. Sau hơn 2 năm, câu trả lời có vẻ đã sáng rõ ban đầu mỹ coi ukraine như một con dao sắc để đâm sau lưng nga và thực sự washington đã đâm moscow một nhát đau điếng bằng con dao ukraine tuy nhiên chơi dao có ngày đứt tay và ngày đó đã tới với mỹ nga hiện nay đang dùng chính con dao ukraine để đâm ngược lại mỹ một nhát đâm chặt sâu và khó để rút ra dưới góc nhìn trung lập nhất hôm nay thế giới nghiêng sẽ chỉ ra mỹ đã dùng ukraine để đâm nga như thế nào nga phản đòn khiến mỹ trọng thương ra sao và khi hai bên siêu cường đâm nhau kẻ ung dung hưởng lợi là ai để hiểu hết câu chuyện vì sao mỹ luôn ác cảm và đối địch với nga bằng mọi cách ta phải nhìn lại toàn bộ lịch sử từ thời liên xô bởi nếu chỉ nhìn vào câu chuyện ukraine hiện tại nó chỉ là một mẩu vụn trong cả cái bánh mì lớn không thể khiến mọi người hiểu thấu rõ bản chất của cuộc đối đầu này trước nga mỹ từng đối địch gai gắt với liên xô trong thế kỷ trước và mỹ đã thắng trong cuộc đối đầu đó vào thế kỷ 20, trật tự thế giới khi đó đã hoàn toàn thay đổi. Hàng loạt nhân dân các nước thuộc địa nổi dậy đấu tranh giành độc lập tự do. Châu Âu khi đó đã suy tàn, nhưng không hoàn toàn lụi bại. Mỹ biết rằng sự suy tàn đó chỉ là ngắn hạn. Với tiềm lực của mình, Châu Âu hoàn toàn có thể phục hưng. Thế là Mỹ triển khai kế hoạch Maxan, vung tiền cho Châu Âu tái thiết. Tất nhiên, không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Bằng kế hoạch Maxan, Mỹ đã đạt được nhiều mục đích vừa tái thiết châu Âu, vừa kiểm soát chính trị châu Âu, khiến châu Âu hoàn toàn bị lệ thuộc vào Mỹ, vừa góp phần củng cố nền kinh tế Mỹ và khiến cho các nước đồng Âu thuộc khối xã hội chủ nghĩa Liên Xô phải ghen tị. Có đó ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản. Đây là một nước cờ cao thâm, với tư cách là chủ nợ của châu Âu, Mỹ không những nhận được tiền lãi từ các khoản nợ mà còn đảm bảo châu Âu là nơi sản xuất nguồn nguyên liệu, sản phẩm và thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mỹ điều này chỉ có thể xảy ra khi châu âu phục hồi như vậy vẫn chưa đủ mỹ biết rằng họ không thể kiểm soát châu âu hoàn toàn nếu không có một kẻ thù chung và thế là liên xô phải đảm nhiệm vai này bằng việc thành lập khối nato và tuyên truyền ác ý về liên xô và chủ nghĩa cộng sản châu âu thực tế là tây âu lúc này hoàn toàn kinh hãi trước mối đe dọa là liên xô mặc dù liên xô khi đó không thực sự làm gì đe dọa đến tây âu châu âu sẵn sàng phụ thuộc vào mỹ để đảm bảo an ninh quân sự, bất chấp mất đi hoàn toàn sự độc lập về chính trị, trở thành đám đệ tử trung thành của Mỹ trong chiến tranh lạnh. Khi chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô sụp đổ, Mỹ rất vui mừng khi đối thủ truyền kiếp đã đi tòng. Nhưng đồng thời, lúc này Mỹ chợt nhận ra, NATO đã mất đi kẻ thù chung, châu Âu lúc này cũng chẳng còn lý do gì để lệ thuộc vào Mỹ nữa. Mỹ luôn đóng vai anh hùng, nhưng phải có kẻ xấu thì người ta mới cần tới anh hùng khi kẻ xấu không còn thì anh hùng như mỹ thất nghiệp mỹ tốn bao nhiêu công sức mới tuyên truyền được cho châu âu rằng liên xô rất đáng sợ châu âu cũng vì nỗi sợ vô hình đó mà bám víu vào mỹ nhờ mỹ lãnh đạo dẫn đường nay liên xô sụp đổ châu âu cần gì tới mỹ nữa nhưng mỹ không bao giờ muốn từ bỏ quyền lực washington luôn muốn nhà trắng phải là nơi lãnh đạo thế giới vì như thế mới bảo vệ được vị thế độc tôn của mỹ và thế là một quốc gia khác bị Mỹ cố tình lôi vào đóng vai phản diện ác độc thay thế cho Liên Xô. Quý vị đã quá rõ là nước nào rồi đó. đấy chính là Nga. nước tiếp theo bị Mỹ biến thành kẻ phản diện để Washington giữ vững vị thế lãnh đạo phương Tây. nước Nga hiện nay vẫn là một cường quốc, vẫn là một trong năm nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. nhưng xét về tổng thể, nước Nga không còn là đối trọng với Mỹ. dân số Nga hiện đã già hóa, tỷ lệ sinh thấp đang là thách thức lớn trong cả ngắn hạn và dài hạn đối với Nga. Thực tế, thứ duy trì vị thế cường quốc của Nga lại chính là kho vũ khí hạt nhân khổng lồ kế thừa từ thời Liên Xô. Còn đối thủ đe dọa đến vị trí siêu cường số một toàn cầu của Mỹ thực ra là Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ cần Nga đóng vai phản diện. Tại châu Âu, dưới thời điều hành của bà đầm thép Angela Merkel, Liên minh châu Âu và Nga đã xích lại gần nhau. Châu Âu cần nguồn tài nguyên, nguyên liệu dồi dào của Nga để phục vụ cho sản xuất và dân sinh. Nga lại cần nguồn sản phẩm công nghệ chất lượng cao của châu Âu. Hai bên hòa hảo vì phù hợp với lợi ích và vẫn còn một vùng đệm ngăn cách giữa Nga và châu Âu, đó là Ukraine. Ngoài ra, mối quan hệ của Đức và Pháp đã gắn kết với nhau và không thể buông ra, vì nếu mối quan hệ này đổ vỡ hoặc Nga thay thế Pháp, sự đoàn kết của châu Âu sẽ tan nát. Do đó, những tinh hoa đứng đầu Liên minh châu Âu đã thành công duy trì mối quan hệ hợp tác với Nga gắn chặt các nước thành viên EU hơn nữa và độc lập trong đường lối chính trị với Mỹ. Mỹ đã mất đi quyền lãnh đạo đối với châu Âu vào thời điểm đó. Điều này khiến Mỹ cay cú. Lời nói của Mỹ khi này không còn quyền lực với châu Âu nữa vì châu Âu đã có Nga. Tuy nhiên, thời hoàng kim thịnh vượng đó của châu Âu không kéo dài lâu. Bà Merkel đã miễn nhiệm, châu Âu không còn một nhà lãnh đạo đủ tầm vóc để kế thừa vai trò trèo lái của bà nữa. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hiện tại cho thấy ông không thể đi vừa đôi giày mà bà Merkel để lại. Liên minh châu Âu đang dần dạn nứt. Trong khi các nước Baltic, Ba Lan kêu gọi ngừng phụ thuộc vào khí đốt của Nga, thì các nước như Hà Lan, Đức, Bỉ, Áo cho rằng việc áp đặt lệnh cấm vận đối với năng lượng nhập khẩu của Nga sẽ có tác động tàn phá đối với nền kinh tế châu Âu. Lúc này, Mỹ đã đạt được mục đích ngăn cản sự hợp tác giữa Nga và Liên minh châu Âu, quả là nhất tiễn hạ song điều một mặt mỹ đang dần đưa châu âu về đúng quỹ đạo làm chư hầu của mỹ khiến họ trở lại lệ thuộc vào mỹ trước mối đe dọa quân sự từ nga đồng euro khả năng cao sẽ mất đi vị thế hoặc thậm chí là biến mất mặt khác mỹ đang cố khiến nga càng bị suy yếu hơn về kinh tế khiến nước này bị cô lập về thế giới bằng việc mở rộng nato về hướng đông khiến nga cảm thấy bị bao vây và buộc phải hành động và khi nga tấn công ukraine đồng nghĩa vùng đệm chiến lược đã mất đi Nga sẽ trở thành kẻ thù chung của châu Âu. Mỹ sẽ không bao giờ trực tiếp tham chiến ở Ukraine vì điều này có nghĩa là trực tiếp đối đầu với Nga có thể dẫn đến thảm họa chiến tranh hạt nhân hủy diệt cả thế giới. Mà họ sẽ đứng ngoài cuộc chơi viện trợ cho hai bên đánh nhau. Mỹ một lần nữa lại thành công biến Nga thành kẻ xấu trong mắt châu Âu như cách họ đã từng làm với Liên Xô. Và thế là Mỹ lại nắm quyền chi phối châu Âu trong tay. Điều này vô hình chung đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn. Trong tương lai, Nga có thể lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Nếu điều này xảy ra, thế giới sẽ bị chia làm hai cực là Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản với bên kia là Nga và Trung Quốc. Trật tự thế giới sẽ có sự biến động đáng kể từ sau chiến tranh lạnh khi không còn trật tự đơn cực với một siêu cường độc tôn là Mỹ nữa. Chính Mỹ định dùng Ukraine làm con dao để đâm một nhát chí mạng vào Nga, buộc Nga phải phản kháng, khiến cả châu Âu run sợ và khiến Mỹ giữ vững vị thế độc tôn lãnh đạo của mình để chỉ đạo châu Âu. Nhưng chính Mỹ cũng không ngờ Nga cũng dùng chính con dao Ukraine đâm ngược lại Mỹ bằng cách kéo dài chiến sự khiến cả Mỹ và châu Âu mệt mỏi. Phương Tây lục đục nội bộ. Mỹ đã ngừng viện trợ Ukraine sau 2 năm. Kẻ anh hùng nay đã không ra tay cứu giúp Ukraine. Vậy thì anh hùng Mỹ lãnh đạo được ai trong châu Âu? Tuy nhiên, chiến sự vẫn chưa dừng lại. Cả Nga và Mỹ đều đâm nhau những nhát chí mạng. Cả hai đều không buông tay. Thậm chí Nga còn có ý định nếu chết thì tất cả cùng chết vậy kẻ hưởng lợi sau cùng là ai trong cuộc chiến siêu cường này một khi nga và mỹ đều gục kẻ lợi nhất chính là trung quốc đại bàng và gấu đánh nhau rồng ngồi chờ hưởng lợi thật vậy đó là lý do tại sao châu âu thời gian gần đây thúc giục trung quốc khuyên nga nên dừng chiến sự lại châu âu muốn cứu lấy chính mình vì biết nga đã cắn chặt cả mỹ và châu âu trong cuộc chiến này chết thì cùng chết nhưng trung quốc không hề phản ứng không hề tác động vì trung quốc chính là kẻ hiểu rõ nhất nga châu âu mỹ cả ba cùng suy yếu trung quốc sẽ thống trị toàn cầu